Nhà đẹp thân ái xin chào, rất vui vì đã được gặp lại các bạn trong chương trình Mỗi ngày một nhà đẹp cùng kiến trúc Tân Á. Tân Á hiện tại là một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế và thi công nhà biệt thự dân dụng. Công ty chúng tôi hiện khảo sát và giám sát trên 63 tỉnh thành. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu cho tất cả các bạn một mẫu nhà mà chúng tôi đã thiết kế cho anh Thiện có địa chỉ tại Hà Nội. Các bạn hãy cùng chúng tôi tham khảo mẫu nhà của anh Thiện nha các bạn. Hình ảnh các bạn đã được nhìn thấy là phong cảnh 3D căn nhà mà chúng tôi đã thiết kế cho anh Thiện. Căn nhà của anh là căn biệt thự 3 tầng mái Nhật có phong cách tân cổ điển, màu trắng sẽ là màu chủ đạo của ngôi nhà. Sự kết hợp hài hòa giữa tổng thể căn nhà cùng với cây xanh cho chúng ta thấy được một căn nhà rất là đẹp, bắt mắt và sang trọng. Cổng chính sẽ được chúng tôi thiết kế là cổng bằng sắt phun tĩnh điện, các cột cạ ở hai bên sẽ được thiết kế được một vuông, đi kèm với đó là các đường chỉ âm tường. Chân cột sẽ được ốp bằng gạch màu tối, phần thân sẽ sơn màu trắng cùng màu với tổng thể căn nhà. Hàng rào thì được chúng tôi thiết kế rất là bắt mắt. Xen giữa các bức tường sẽ là hệ song sắt được trang trí giống như cửa sổ à, cổng chính cho chúng ta thấy được một căn nhà rất là đẹp, bắt mắt và sang trọng. Ở phía trên sẽ được thiết kế thêm đèn để căn nhà trở nên lung linh và tạo sự thuận tiện cho việc đi lại của cả gia đình. Tiếp đến là mặt chính của ngôi nhà, từ sân đi vào tiền sảnh sẽ được chúng tôi thiết kế bậc 3 cấp để tạo sự thuận tiện cho việc đi lại, và chân móng sẽ được ốp bằng gạch màu tối nha các bạn. Ở khu vực tiền sảnh, các cột hai bên sẽ được thiết kế được cột vuông rất là to, đi kèm với đó là các đường phào và chỉ ấm tường. Chân cột sẽ được ốp sơn màu trắng và phần thân cũng thế. Nhắc đến căn nhà mang đậm phong cách tân cổ điển, không thể không nhắc đến mái vòm ở sân chính. Ở đây chúng tôi sẽ cách điều một chút, sẽ là thiết kế mo tròn hai góc, và ở đây thì chúng tôi sẽ thiết kế cổng chính, cửa chính sẽ là cửa gỗ hai cánh không pano kính và sẽ được sơn màu đỏ nha các bạn. Ngoài cửa chính thì hệ thống cửa sổ được chúng tôi thiết kế cho căn nhà của anh Thiện sẽ là cửa nhôm kính biển tối màu kết hợp với màu trắng là màu chủ đạo, và căn nhà đậm phong cách tân cổ điển cho chúng ta thấy được một căn nhà rất là đẹp, bắt mắt và rất là sang trọng. Xung quanh cửa sổ sẽ được đắp thêm các đường phào và chỉ ấm tường để tạo hình khối kiến trúc làm cho căn nhà trở nên đẹp và bắt mắt hơn, cũng như tránh tình trạng nước rụt vào nhà. Ở khu vực giao nhau giữa tầng 1 và tầng 2, chúng tôi sẽ đắp đường phào bao quanh để phân tầng ngôi nhà. Ở trên tầng 2 và tầng 3 sẽ được chúng tôi thiết kế thêm ban công, và để đảm bảo an toàn cho nhu cầu sử dụng, chúng tôi sẽ thiết kế lan can và bằng nhôm đúc nha các bạn. Ở lan can tầng 3 thì chúng tôi sẽ thiết kế mái vòm lồi ra để tạo sự cách điệu cho ngôi nhà. Nhìn vào ngôi nhà, các bạn có thể thấy được sự đặc biệt trong căn nhà của anh Thiện, đó là ở tầng 2 thì chúng tôi sẽ thiết kế cột hình tròn đi kèm với đó các đường phào và chỉ ấm tường. Chân cột sẽ được thiết kế hình vuông và cột sẽ chạy thẳng từ tầng 2 đi lên tầng mái để căn nhà trở nên cao ráo, thể hiện được sự biệt thế và sang trọng của ngôi nhà. Ở các góc thì sẽ được chúng tôi đắp trả cột hình vuông đi kèm với đó các đường phào. Ở các góc ở từ tầng 2 cũng sẽ được chúng tôi thiết kế chạy thẳng lên tầng mái nha các bạn. Cửa sổ ở tầng 3 thì sẽ được chúng tôi thiết kế có mái vòng ở phía trên, nhìn rất đậm phong cách tân cổ điển. Và phía bên trái của ngôi nhà thì các bạn có thể thấy rằng căn nhà được thiết kế rất là đẹp. Cửa sổ ở tầng 1 thì sẽ được thiết kế là cửa gỗ kính, còn ở tầng 2 và tầng 3 thì sẽ được thiết kế là kiểu nhôm kính. Và các bạn có thể thấy căn nhà của anh Thiện được chúng tôi thiết kế rất là cân đối, hài hòa, nhìn rất là bắt mắt. Mọi để giảm sự đơn điệu cho bức tường, chúng tôi sẽ thiết kế thêm các đường chỉ âm nha các bạn. Trên các cột trần nhà sẽ được lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng để căn nhà trở nên lung linh, lộng lẫy vào ban đêm. Trên ban công xung quanh ngôi nhà sẽ được bố trí các chậu cây cảnh để căn nhà trở nên đẹp và hài hòa với thiên nhiên. Và đây là một tiểu cảnh trong phần sân phía trước của căn nhà. Ở các bức tường sẽ được chúng tôi vẽ lên các bức tranh để tôn lên sự sang trọng và thêm được cá tính
cá nhân của anh Tiện. Tiếp đến là phối cảnh nhìn từ trên cao. Nhìn từ góc độ này, chúng ta có thể thấy sự bề thế sang trọng của ngôi nhà. Phía trước sẽ được thiết kế thêm một hồ cá để làm cho căn nhà trở nên đẹp và để cả gia đình có thể thư giãn. Tiếp đến, chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem là anh Thiện đã biết đến kiến trúc tầng A như thế nào nhà các bạn. Anh Thiện có chia sẻ với chúng tôi rằng anh đã biết đến kiến trúc tầng A rất là lâu rồi do điều kiện thực tế và thời gian, và bây giờ anh mới có thể thi công được ngôi nhà của mình. Trước đó anh đã lên kênh YouTube và website của nhà đẹp Tân Á để tham khảo chọn được cho mình những mẫu nhà thật là ưng ý. Ở đây chúng tôi chuyên trưng bày các mẫu biệt thự, nhà vườn, nhà phố, nhà cấp 4. Đi kèm với đó sẽ có những video quay lại những căn nhà mà chúng tôi đã thiết kế và thi công để các bạn có một cách nhìn thực tế hơn. Các bạn nhớ đăng ký kênh và ấn thông báo để không bỏ lỡ bất cứ video nào nha các bạn. Ở website của nhà đẹp Tân Á, chúng tôi chuyên trưng bày các mẫu nhà mà chúng tôi đã thiết kế cho các chủ nhà từ trước tới nay, bao gồm có các công trình từ miền Trung cho tới miền Bắc và miền Nam ở tất cả mọi miền Tổ quốc. Nếu như các bạn có nhu cầu thiết kế nhà, biệt thự, nhà phố, nội thất và công năng sử dụng của các căn nhà thì hãy truy cập trang web nhà đẹp Tân Á.vn. Tiếp đến, các bạn hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về quy trình để hoàn thiện được một ngôi nhà của Tân Á nhà các bạn. Để thiết kế được một ngôi nhà thì sẽ trải qua 3 giai đoạn chính, đó là khảo sát, thiết kế, cuối cùng sẽ là thi công. Đối với căn nhà của anh Thiện, chúng tôi sẽ về tận nơi khảo sát, lấy thông tin từ anh. Sau đó, thông tin sẽ được chuyển về phòng kiến trúc, kết hợp với kiến trúc phong thủy, kiến trúc nội thất, ngoại thất sẽ thống nhất được phương án về phong thủy, mặt bằng và phối cảnh. Từ đây sẽ tiến hành thiết kế chi tiết kiến trúc, tính toán kết cấu, tính toán kỹ thuật cấp thoát nước và kỹ thuật điện. Ở mỗi khâu, chúng tôi đều sẽ có phòng kiểm tra hồ sơ trước khi bàn giao. Sau khi đã bàn giao bản vẽ thiết kế cho anh Thiện, đến giai đoạn thi công, chúng tôi sẽ cử hai bộ phận là bộ phận giám sát trực tiếp sẽ trực tiếp giám sát căn nhà của anh Thiện, bộ phận giám sát online sẽ nhận phản hồi, hỗ trợ anh Thiện 24/24 để đảm bảo công trình được thi công đúng thiết kế, đúng tiêu chuẩn, kỹ thuật, đảm bảo được chất lượng của công trình và tiến độ đã đề ra. Các bạn có thể thấy để hoàn thiện được một ngôi nhà được khảo sát, thiết kế cho tới thi công thì chúng tôi đã cần rất là nhiều con người, nhân lực ở mỗi vị trí sẽ cử những người có năng lực và phù hợp với căn nhà của anh Thiện để đảm nhận. Sau đó, mọi so sánh đều sẽ là khập khiễng. Để có được một mô hình lập việc chuyên nghiệp khép kín, chúng tôi đã rất cố gắng và phải có năng lực thì mới có thể làm được, đúng không các bạn? Tiếp đến, các bạn hãy cùng tôi đi khảo sát thực địa khu đất của anh Thiện nhà các bạn. Để có được đầy đủ thông tin phục vụ cho quá trình thiết kế, chúng tôi đã về tận nơi khảo sát thực địa. Hình ảnh các bạn đã được nhìn thấy là hình ảnh khu vườn của anh được chúng tôi chụp lại bằng máy ảnh. Đây là một những góc ảnh khác nữa của ngôi nhà. Và đây là hình ảnh sơ đồ khu vườn của anh ở trên bề đỏ. Trong quá trình khảo sát, chúng tôi sẽ đo phong thủy. Từ đây sẽ đưa ra được các biện pháp xử lý phong thủy đối với căn nhà của anh Thiện. Qua khảo sát thì chúng tôi được biết hướng làm nhà của anh sẽ là Tây Bắc. Do đó chúng tôi thống nhất là hướng làm nhà sẽ là Tây Bắc và đưa ra được các biện pháp xử lý phong thủy đối với căn nhà của anh. Qua khảo sát thì chúng tôi sẽ chụp ảnh khu đất, đó là khu đất cẩn thận, đo chiều dòng mặt tiền, đo cốt đất nền so với mặt tiền để phục vụ cho quá trình thiết kế. Và qua trao đổi, chúng tôi sẽ thống nhất thiết kế cho anh một căn nhà 3 tầng có công năng như sau. Tầng 1 sẽ có phòng khách, bếp có ngăn, phòng ngủ khép kín, vệ sinh chung. Tầng 2 sẽ có 3 phòng ngủ khép kín, vệ sinh chung, phòng sinh nhật chung. Tầng 3 sẽ có một phòng thờ, vệ sinh chung, sân thượng và phòng bếp nhỏ để tổ chức tiệc. Qua trao đổi và khảo sát, anh Thiện rất hài lòng về sự chuyên nghiệp, nhiệt tình của kiến trúc Tân Á. Anh cũng tin tưởng và hy vọng Tân Á sẽ thiết kế cho anh một căn nhà thật là đẹp, bắt mắt và sang trọng. Hiện nay, kiến trúc Tân Á khảo sát và giám sát trên 63 tỉnh thành. Nếu như các bạn có nhu cầu thiết kế nhà thì hãy liên hệ với chúng tôi. Chúng ta hãy cùng nhìn lại tổng thể căn nhà của anh Thiện một lần nữa. Bây giờ, các bạn hãy cùng tôi tìm hiểu về mặt bằng kiến trúc căn nhà của anh Thiện nhà các bạn. Để bố trí
được vị trí các phòng một cách hợp lý. Chúng tôi đã về tận nơi đo phong thủy và đưa ra được các biện pháp xử lý phong thủy đối với căn nhà của anh Thiện. Căn nhà của anh Thiện có diện tích là 11,3 nhân 8,5 mét vuông. Hệ tường bao sẽ được chúng tôi thiết kế là hệ tường 220. Các vách căn sẽ được chúng tôi thiết kế là hệ tường 110 theo chiều rộng và chiều sâu của ngôi nhà. Chúng tôi sẽ chia thành các trục rộng và trục số và trục chữ để tạo sự thuận tiện cho việc thi công sau này. Và sau nhiều lần tham khảo và điều chỉnh thì mặt bằng công năng hiện tại sau khi đã chốt đối với anh so với lúc khảo sát có thay đổi một chút nha các bạn. Từ sảnh chính đi vào sẽ là phòng khách rất là rộng rãi, có diện tích 48,8 m². Từ phòng khách sẽ tỏa đến các hướng, phía sau phía trái sẽ là phòng bếp phòng ăn có diện tích 21,4 và cuối nhà sẽ là nhà vệ sinh chung có diện tích 6,7 m². Ở giữa sẽ là cầu thang đi lên tầng 2. Ở tầng 2 sẽ được chúng tôi thiết kế 3 phòng ngủ, trong đó một phòng vệ sinh khép kín có diện tích là 19,5 và phòng thứ hai có diện tích 15 m², cũng có diện tích vệ sinh khép kín có diện tích 4,6, phòng còn lại có diện tích 15,7 m². Phía góc nhà sẽ là nhà vệ sinh chung có diện tích 6,7. Phía trước sẽ là ban công để tạo sự thuận tiện cho việc đi lại. Thì chúng tôi thiết kế hành lang có chiều rộng là 1,2 m. Ở trên tầng 3, phòng thờ thì sẽ chúng tôi thiết kế rất là rộng rãi, có diện tích là 39,9 m². Phòng tập gym, giặt phơi sẽ có diện tích là 28,9. Cuối cùng là kho chứa đồ có diện tích 5 m² và nhà vệ sinh chung có diện tích là 6,7. Phía trước cũng sẽ được thiết kế ban công. Xung quanh ngôi nhà chúng tôi thiết kế rất là nhiều cửa sổ để căn nhà trở nên thông thoáng, mát mẻ và giúp cho căn nhà hấp thụ tốt ánh sáng tự nhiên. Tôi và các bạn đã tham khảo xong mẫu nhà mà chúng tôi đã thiết kế cho anh Thiện. Hy vọng rằng thông qua mẫu nhà này, các bạn sẽ có thêm một sự lựa chọn cho căn nhà tương lai của mình. Nếu như các bạn có nhu cầu thiết kế nhà, hãy liên hệ với chúng tôi thông qua số điện thoại 0944 784 333. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.